Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman đây. Và ngày hôm nay mình sẽ có một cái câu hỏi dành cho các bạn trả lời nhanh giùm mình nha, trả lời thật là nhanh nha. Đó là vào ngày Tết các bạn thường nghĩ ngay tới điều gì? Đó. Trả lời đi các bạn ơi, mình dám chắc với tất cả các bạn luôn là 100% các bạn đang xem video này đều có cùng một câu trả lời. Đó là gì? Đó là ngày Tết các bạn thường nghĩ ngay tới tiền lì xì, đúng không? Cái này là khỏi chói luôn nha. Mà tại sao mình lại đặt cho các bạn cái câu hỏi này? Tại vì á, ngày Tết á là ai ai cũng đều được nhận tiền lì xì á, tiền mừng tuổi đó các bạn. Nói chung là không ít thì cũng nhiều, mà không nhiều thì cũng ít. Thì các bạn chỉ cần gọi là hạ chúc Tết cho người lớn thôi, là người lớn sẽ gọi là hạ lì xì cho các bạn. Nhưng mà cái đáng buồn là sau khi các bạn được nhận những cái gọi là bao lì xì rồi đó, thì các bạn chỉ được cầm trong những ngày Tết thôi. Mà sau khi hết Tết rồi đó thì phụ huynh sẽ lấy hết luôn các bạn ơi. Rất là buồn luôn các bạn. Mình dám chắc với các bạn luôn là vậy, đúng không? Là khi mà các bạn gọi là hạ nhận được những cái bao lì xì xong rồi thì qua Tết là ba mẹ sẽ gọi là đưa về đây cho ba mẹ đó, đúng không các bạn? Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ gọi là hạ có những cái cách gọi là hạ giúp cho chúng ta có thể giữ lại những cái bao lì xì đó mà không cần phải đưa cho ba mẹ luôn các bạn ơi. Ghê không? Ok. Và các bạn muốn biết cái gì thì hãy bây giờ hãy để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với Slenderman cao bao nhiêu cao, nếu các bạn là fan chân chính ủng hộ mình nha. Rồi thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào để xem coi mình sẽ làm như thế nào để giữ lại được tiền lì xì nha các bạn. Let's go. Và sau đây sẽ là một cái ví dụ điển hình dành cho các bạn. Ok, các bạn xem nha. Rồi ok, đây ông bà tới lì xì cho mình, gãi ghê chưa, rất ngầu luôn. Nhưng mà vừa nhận được tiền lì xì là mẹ mình đã đứng ngay đằng sau lưng của mình rồi, và đó là cái kết. Rồi ok, bây giờ chúng ta phải làm sao đó để có thể gọi là hả lấy lại được cái số tiền mà gọi là người lớn mừng tuổi cho mình chứ. Ok, let's go. Ok, chúng ta bắt đầu các bạn ơi. Các bạn có thể thấy đằng trước mặt của chúng ta đó là một cái tủ, nhưng mà trong cái tủ đó có một cái khe rất là nhỏ như vậy thôi. Các bạn hãy nhìn kỹ vào trong đó và các bạn thấy có một cái ánh mắt đang nhìn ra ngoài. Mình biết mà, mình sẽ mở cánh cửa, ơi cái cửa tủ bên này. Tiền lì xì kìa các bạn, lấy thôi. What? Mình đúng, mình ngu thiệt ta. Ví dụ cái cửa này, ví dụ đây là cái tủ, các bạn mở cánh cửa bên này thì mẹ mình đứng bên này sẽ nhìn qua thấy chúng ta thò tay vô lấy mà ta. Sao mình ngu thế nha. Ok, lại coi chuyện gì đây xảy ra nha. Rồi ok, mở cửa ra coi, có một cây gậy. Rồi để coi mở cái này ra. Khoan, cây gậy làm được cái gì ta, để mình coi gậy làm được cái gì. Ok, bên này sao. Ê, chặn cái cửa lại để khỏi mở cửa ra các bạn. Lấy, ui giời ơi, good. Rồi ok, chúng ta tiếp tục nào. Rồi chúng ta đã đang ở trong một cái khung cảnh đó là hạ trước cửa nhà. Ai, bây giờ mình mở, phải mở. Ui, oh my god, easy luôn các bạn. Vậy chắc cái này là do phụ huynh gọi là hạ gọi là để mà không có để ý các bạn, kiểu như để tiền trong tủ mà không có khóa lại đó, cho nên là lấy lại liền. Ok, chúng ta đang ngồi ở một cái phong cảnh nhìn cái kia giống là cái gì ta, giống núi với ta, nước tuyết à. Ơ, ảo, cái này hình như là cái tấm hình các bạn. Ok rồi. Ui, oh my god. Ui, một cái lì xì, một cái bao lì xì màu vàng. Wow, sao nữa, đưa cho con này hả. Oh my god, what. Mình, các bạn biết cái câu chuyện này không? Giống như cái câu chuyện là một người gọi là tiều phu mà rớt cái cây rìu xuống dưới nước á. Rồi đó, đó có một ông điên, ủa lộn, ông tiên chứ lộn. Ông tiên sẽ chồi lên và sẽ đưa cho chúng ta hai cái cây rìu giống như thế này. Một cây rìu bằng vàng và một cây rìu bằng bạc. Ở đây thì mình rớt cái bao lì xì bằng vàng xuống đây và sẽ người ta đưa mình có một cái bao lì xì bằng bạc. Nếu mà theo cái bài học như câu chuyện là chúng ta không nên tham, không nên tham, chúng ta sẽ lấy cái bao lì xì bằng bạc. Ok, okay. What, gì vậy? Ủa, rõ ràng mình không tham mà ta. Ơi, nhưng mà cái đó không đúng sự thật, tại vì mình rớt, thực sự là mình rớt cái bao lì xì bằng vàng mà. Kỹ nha. Rồi ok, vậy là chắc là bà điên này, ủa lộn, bà tiên sẽ đưa cho mình cái bao lì xì bằng vàng. Đấy. What, cái gì vậy, không được luôn. Ê, cái này kỳ nha, các bạn nhìn đi, đây chính là cái bao lì xì bằng vàng của mình, đúng không? Mình làm rớt xuống hồ, đưa cho bà điên.
Ô lộn bà tiên nữa, sao quà lộn với người ta. À không phải của con, không phải của con. Quê. Mình nói là hai cái đó không phải của mình. Ủa vậy tính ra mình lỗ sao ta. Rồi. À lì xì cho mình một cái bao. Ủa vậy tính ra mình lỗ hả ta. Bao lì xì của mình bằng vàng mà, rất là giá trị luôn, sao tự nhiên đổi lại thành cái này. Thôi kệ đi, có là được rồi. Đó thấy chưa. Bây giờ nha, chúng ta phải cẩn thận. Phụ huynh có thể giấu tiền ở bất cứ, hơi lộn, giấu bao lì xì ở bất cứ nơi đâu và sẽ cũng sẽ trốn bất cứ nơi đâu trong nhà, cho nên là chúng ta phải cẩn thận. Quê, có một cây gậy, có một cây gậy các bạn ơi, mình mở tủ ra xem. What? Ủa mình đâu có làm gì đâu, mình chỉ mở tủ ra thôi mà, mình chưa hề đụng vô một cái bao lì xì nào hết. Quá sai luôn. Rồi ok, bên này sao? Bên này, ôi khoan, mình lấy cái cây này coi, để mình chặn cái cửa lại được không? À không được bạn ơi, mình lấy cái thùng này. Rồi ok. À bỏ xuống giếng. Quay. Ok. What? Ở dưới giếng có một cái con ngọc trai các bạn ơi. Ủa sao mình lấy không được ta? Hay mình lấy cái gậy này. Khoan mình lấy cái gậy. Ồ. Ảo, cái này ảo. What? Sao nhỏ em gái mình nó nhiều đồ ăn quá ta. Xin nó bịch coi được không? Ok. Nó có đồ ăn mà nó cho mình bịch quá trời bánh luôn các bạn. Ok, khoan từ, mở tủ này ra coi có gì không. Một cái phích nước. Ở đây ai chiên trứng mà để vậy như vậy ta? Chiên trứng mà để vậy là không được rồi. Ê. Mình chỉ định rồi là lấy một cái bánh ăn thôi mà nó khóc lên cái rồi mẹ mình xuất hiện và cái kết. Trời ơi. Ok, đấy chưa? Làm anh khó đấy là như vậy đó các bạn. Rồi ok, mình có lẽ là mình sẽ... Ôi sao mình không mở ra được cái này ta? Mình đun nước được không? Cái này nước trong tủ lạnh nha bạn, cho nên là nó chưa có... À mình bỏ dưới được không? Cái này là nước ở trên tủ lạnh, cho nên là nó không có lạnh. À lộn, nó không có nóng chứ lộn. Ok, what? Wait. Ê, à có nước nóng rồi các bạn ơi, có nước ấm rồi. À rót vô cho em mình nó uống. Đấy rồi, ok, uống vô nè. Đấy rồi. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? À mình biết rồi, cái nước này là mình phải đun sôi lên uống mới được đúng không? Nhưng mà bây giờ nó nguội, yếu kiểu như là đun cho nó nóng lên các bạn, vậy nó uống mới được. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì để cho nó uống nhiều nước. Đấy, được rồi, đúng ta. Ok, đúng rồi. Chắc chắn là cái bao lì xì nằm ở dưới cái tấm thảm kia. Mình cần phải hạ cho nó uống nước nhiều để nó đi vệ sinh các bạn. Đấy, thấy chưa? Rồi, ủa sao uống lâu dưới vậy nhờ? Đấy. Ôi. Nhưng mà nó đi vệ sinh xong nó cầm hết bánh đi luôn rồi. Nó sợ mình lấy bánh của nó. Ê, thật sự luôn hả? Dở lên coi. Khoan từ từ, nhìn xung quanh. Đấy, để xem coi có ai không, lỡ phát hiện ra mình sao. Rồi, thấy chưa? Đó là cách. Các bạn ơi, các bạn hãy nhìn thật kỹ vào trong cây gai gói. Kế gai gói có cái gì màu đỏ đỏ. Mình dám chắc đó là đôi giày của mẹ mình. Mẹ mình đang nằm ở đó, cho nên là chúng ta phải cẩn thận một tí. À, rồi. À, có cái đèn pin. Từ từ, mình không thể nào mà mở cái gói ra được. Cái gói này nó lừa ta đó bạn ơi, đừng có tin nó nha. Ui, ở đây có một cái két sắt nè các bạn. Mở cửa ra coi. Ôi, trong này tối thui vậy, mở coi đèn vô coi. Có một cái chìa khóa. Oh yeah, mở chìa khóa ra nè. Rung, ôi té. Ôi giời ơi, cái thang này nó rung. U đầu luôn các bạn ơi. Chắc chắn là, ôi lộn, nhầm. Sorry. Rồi ok, chúng ta sẽ lấy chìa khóa trước đi. Rồi ok. Rồi, bây giờ mình lấy sách được không ta? À, không phải. Cái thang này nó bị gãy sẵn rồi. Các bạn nhìn kìa, một cái vết nứt. Bây giờ phải làm sao ta? À, có cuộn băng keo giấu à. Rồi, băng keo lại. Rồi, lên mở. À, chắc sao mình biết ngay mà cái bao lì xì mình đã nói rồi. Những cái bao lì xì nó toàn giấu là những nơi kín đáo và có thể khóa lại được. Cho nên là các bạn phải cẩn thận và chú ý cho mình. Let's go. Đấy, Noel à. Ơ, Tết mà Noel à. Ok. À, mẹ mình đang ngồi trang điểm. Em gái mình thì đang ngồi chơi gấu bông. Chắc chắn là cái thông này có gì rồi. Mở ra những cái hộp quà. À, ui. Ui. Có một dây chuyền. Các bạn biết ý mình rồi đúng không? Mình sẽ tặng cho mẹ. Đó, lấy lòng các bạn. Đấy. Rồi ok, mình sẽ hù nhau em mình bằng con chuột. Ủa. Ok thôi, cái đó là chuyện, cái đó gọi là chuyện ngu nha bạn. Đừng bao giờ ghẹo em của mình khi mà ba mẹ mình ngồi kế bên. đó là bài học. Đấy. À cho nó ăn bánh. Đấy trời, nó vui liền thấy không? Nó đi chỗ khác liền.
Nhưng mà rồi nó đi rồi, vậy là tấm thảm này chắc chắn tấm thảm này có bao lì xì. lấy thôi. À quên. còn phụ huynh đang ngồi đằng kia nhìn qua cái kiến là thấy mình, trời ơi ngu thế nha. Rồi lấy lại mấy món quà đi. Rồi hiểu. Trước tiên là cho nó ăn cái bánh hả. Các bạn thấy không, đang soi kiến, phụ huynh đang soi kiến thì tất nhiên là nhìn vô sẽ thấy mình dở cái tấm thảm này lên là không được. Đây sẽ tặng cho mami một cái dây chuyền này, trời vui đi liền đấy, lụm lại. Yes, có không mình, các bạn thấy mình đang đếm tiền rất là ghê không? Ok, đây bây giờ là chúng ta ở đây có một cái gì đây, một cái lược, một cục băng. Cái cục băng này chắc là rất là nhiều bạn sẽ không biết đây. Hồi xưa là chỉ coi bằng băng thôi các bạn ơi, chứ không có internet như bây giờ đâu. Rồi ok, bỏ cái cục băng này vô đây xem như thế nào, coi được không ta. Ok, ủa sao không được ta, bật tivi lên được không? Bỏ cái lược vô hả? Ơ cái lược liên quan gì tới tivi? Ủa sao mình bỏ vô hả? Wow, ma các bạn ơi. Oh my god. What? Ma các bạn. Các bạn nào đã từng coi cái bộ phim ma này chưa? Đó là Ringu hay gì đó, The Ringu hay gì đó. Một bộ phim ma rất là kinh điển. Một con ma từ dưới giếng trồi lên. Trời ơi ghê quá. Ok, chắc là mình sẽ lấy lược mình chải tóc cho con ma. Ok, chải tóc cho con ma đúng không? Chuẩn luôn. Trời ơi, ma dễ thương vậy mà. Rồi ok, tiền lì xì của em. Ủa, rồi sao nữa? Ôi, sao nữa? Đặt nó vô này hả? Oh my god. What? Ê, ý là con ma này nhiều năm rồi không có chải tóc, cho nên là ngày hôm nay mình chải tóc cho con ma lì xì cho mình luôn. Yeah. Ok, cái này là nhận được tiền lì xì chứ không phải là cái cách để gọi là lấy lại tiền lì xì nha các bạn. Yes. Wow, một cái máy bán hàng tự động. Nhưng mà ở trên góc bên trái các bạn thấy có một cái bao lì xì không, có hình vàng các bạn, hình cục vàng. Oh my god, tự nhiên mình đập cái bình nó ra làm cái gì đấy nhờ. Ok, đập cái bình đi ra. Một cái đũa ăn cái gì sao có đũa. Tiền, đúng rồi, có tiền mới mua được, mới chơi được, mới mua được cái này. Rồi ok, lấy cái đũa gấp cái con rít này ra, gấp ra, bỏ vô thùng rác. Quăng vô luôn các bạn, ảo rồi chứ. Ok, khá là cục xúc. Rồi ok, bỏ vô. Quay. Ôi giời, ui. Cái gì vậy? Bỏ tiền ra để mua tiền à? Hư cấu vậy ta? Ôi mà tiền này là lụm mà đúng không? Rồi gì cũng lời. Oh my god, cái tình huống này mới khó rồi các bạn. Các bạn thấy không? Phụ huynh đang ngồi ở trên bao lì xì. Các bạn làm cách nào để các bạn lấy được? Nha, cái này bây giờ suy nghĩ nè. Bắt đầu suy nghĩ nè các bạn ơi. Có ba cái bình. Một cái bình thì đang bị dán băng keo. Một cái bình thì lòi ra cái đuôi. Mình nghĩ đó là cái đuôi của con rắn. Thôi mình mở cái bình này ra đi. Ấy, cái này là cái gì? No, không có được hút thuốc. No. Ấy, thấy chưa? Cái là sai quá sai luôn. Cái đó mình không biết các bạn ơi. Vậy là theo mình nghĩ là cái bình bị bể này sẽ có một... dán băng keo à. Khoan, mình bể băng keo chỗ này. Ôi, khoan. Con rắn này nó không. À, con rắn này rắn giả hay sao ấy? Rắn giả các bạn ơi, mình sẽ dán ở đâu đây nè. Mình dám chắc với bạn luôn. Cái này là lèo. Cái gọi là lèo. Dám gọi là cho phụ huynh luôn chứ. Ok, nhưng mà tôi lỡ rồi. Lấy, chủ yếu là lấy được cái kia. Cái gì đây? Bây giờ, các bạn thấy cái bao lì xì đó không? Nó là cái bao lì xì của mình đó, chứ không phải là của em mình đâu. Nó là được mẹ đưa á. Chơi kỳ lắm bạn. Lấy tiền của mình nhưng mà đưa cho em mình mua bánh. Ok, lấy nào mình sẽ lấy nè. Đưa anh, đưa đại ca. Ôi, nó khóc rồi. Cứ mỗi lần nó khóc là xác định luôn các bạn. Bởi vậy các bạn nào có em sẽ hiểu được cái cảm giác đó. Một cái này là cái đồng hồ. Rồi cậy ra coi, mở cửa sổ ra coi. Hồi nãy các bạn để ý ở ngoài cửa sổ có một cái tổ chim nó bị rớt xuống rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái đồng hồ này vào đây. Đúng không? Không đúng hả? Sao mình suy đoán gì không đúng vậy ta? Rồi ok, đóng cửa lại. Hơi lạnh. Rồi ok, mình bỏ cái... mình mở cái này ra, mình bỏ đây được không? Không được hả? Bỏ đây. Ê, hay là ở dưới đây có gì không? Bắt đầu suy nghĩ rồi các bạn ơi. Chúng ta phải xem tình huống như thế nào. Ok, cái gió kìa. Có gió lù qua gốc cây. Ủa sao mình bỏ đây không được ta? Hay là mình treo lên tường? Oh my god. Không đúng rồi các bạn ơi. Wow, đợi được rồi. Rồi sao nữa? Con chim nó sẽ tưởng là cái tổ. Nó sẽ đậu vào đó.
Rồi sau đó mình lấy con chim này. À, mình bắt được con chim mình cho em mình. À, nó vui rồi. Nó để ý, nó lo trong. Ủa, con chim này có là ở gớm cái tổ chim kìa. Nhưng mà thật sự là bây giờ phải làm sao, trong khi là mình đang gọi là hả, đây con chim nó đang đậu lên cái tổ chim đúng không bạn, không phải cái lộn cái đồng hồ đó, cái đồng hồ nó giống cái tổ chim nên là con chim nó đậu lên rồi. Ok, mình sẽ bỏ nó dưới đây được không? Không được, mình sẽ bỏ lên bàn, tranh thủ lấy lẹ. Ơ sao mình lấy không được, rõ ràng cái này là phải suy nghĩ rồi các bạn ơi. Wow, không ngờ là phải động não luôn các bạn ơi, mình không ngờ là phải động não lên luôn á. Rồi ok, rồi bây giờ phải làm sao ta, để em coi như thế nào, để em coi tình huống nó như thế nào các bạn. Hình như là nhỏ em gái mình nó không có biết là con chim nó đậu ở đây hay sao á. Nếu mà nó biết là nó đi lại rồi đâu cần mình phải bắt cho nó. Rồi ok, sao đây, rồi ok rồi, đấy rồi, để đây hả, khoan hay để đây, hay mình để lên đầu nó. Kỳ, hơi kỳ. Hay là mình để đâu ta, mình để trên bàn không được, hay là mình để vô cái bao lì xì này. Ok, bỏ lên cây được không? Không được các bạn ơi. Rồi ok. À, đóng cửa sổ lại để con chim nó đừng bay ra ngoài. Hiểu. À, hồi nãy nó bay ra ngoài nên là em mình nó khóc. À, trời ơi. Tưởng thế nào. Đấy, các bạn không? Phải suy nghĩ. Ui, cái gì mà đồ dơ thế này. Đồ này chưa giặt à. Dơ thế. Ui trời ơi. Bây giờ đây là những suy nghĩ của mọi người xung quanh. Con mèo á thì đang muốn ăn cái hộp cá, với em mình thì muốn ăn bánh, còn phụ huynh thì đang muốn giặt đồ. Thôi mình mà xuất hiện là thế nào mình cũng bị bắt giặt đồ à. Từ mình mình có hai thứ nè, mình có hai thứ rồi. Mình dám chắc với các bạn là ở dưới cái bàn này có một cái bao lì xì dưới đó, được giấu dưới đó bạn. Bây giờ nha, mình sẽ đưa cho nhà em mình cái bánh. À rồi, sao nữa, từ để xem tình huống nó như thế nào, mình lấy được cái nào. À, ủa cái này cái gì đi. Rồi mình biết cái này rồi, mình đưa cho con mèo một cái này. Rồi, cái này là một cái thứ mà chắc chắn sẽ rất là nhiều bạn không biết. Đó là mình sẽ đổ cái bông vô đây. Bây giờ mình phải giặt đồ, mình phải làm hết tất cả việc nhà thì mình mới gọi là xin lại được một ít tiền lì xì. Mày hiểu không? Đó là một cách để chúng ta có thể lấy lại tiền lì xì các bạn. Rồi giặt đồ thôi. Các bạn thấy mình ngoan không? Mình giặt đồ rất là sạch luôn. Rồi sau đó sẽ được cái gì? Chúng ta sẽ xem nha. À, được phụ huynh lì xì chứ là cái gì. Ê, thấy mình giỏi không? Phải ngoan như vậy mới được các bạn ơi. Một con mèo đang ngồi ngủ. Ủa khoan, con mèo này đang ngủ mà. Các bạn có thấy con mèo đang ngủ mà cái miệng nó cười, mắt nó cười không ta? Ok, chắc chắn là con mèo đã không ngủ rồi. Ở đằng kia mình thấy có một cái bẫy chuột. Một cái bẫy chuột các bạn ơi. Ủa, có hai con mèo. Ủa khoan, nhà mình nuôi cún mà đâu có nuôi mèo đâu mà sao kỹ nha. Ồ, what? Này giống phụ huynh của ta. Oh my god, hạt đậu à. Ôi sao biết thành nam luôn rồi, nãy nữ mà. Ok, con mèo này mình cho nó ăn bánh được không? Mình cho nó ăn cái hạt đậu đi. À không không, mình sẽ cho con chuột này ăn cái hạt đậu. Ở trong đây có con chuột đó bạn ơi, mình sẽ để cái bánh này trên đây. Con chuột nó sẽ chạy ra đúng không? Đóng cửa lại. Ok, rồi sao nữa? Rồi qua đây. Khoan sao nó không ăn ta, bỏ vô cái hạt đậu. À rồi, đứa nào ăn đi. Con chuột hay con mèo đây? À rồi, à con mèo, con chuột nó ăn cơ. Oh my god, này tì con chuột. Rồi sao nữa? À, mình sẽ lấy con chuột này, mình sẽ lấy con mèo này, vụ con mèo này. Ấy, biến thành mèo gái. Rồi lấy được rồi, thấy chưa? Sao kỳ vậy? Tết mà sao phụ huynh dặn nhau rồi? Trời, dặn nhau mà kẹp cái bao lì xì ngay giữa lưng nữa, sao mình lấy? Ok, chắc không sao đâu, không ai biết đâu, mình thấp mà. Thấp mà lấy rồi. Trời ơi, mình lấy xong cả hai người đều bật luôn sao được. Ok, từ trong vali này. À rồi. Chúng ta phải tạo ra một cái hiện trường để gọi là một cái phong cảnh thật là đẹp để cho hai người thấy cái phong cảnh đó, gọi là không còn dặn nữa các bạn ơi. Rồi ok, chúng ta phải xúc cái này ra. À có một tấm kính. Ở dưới đây có một tấm kính nè, giờ sao ta? Mình sẽ đặt tấm kính này đâu đây? Oh my god. À, mình chiếu ánh sáng à, sao tự nhiên chiếu lên mặt trời đeo mắt kiến luôn các bạn. Ừ, cáu thiệt chứ. Rồi sao nữa, chụp hình nè. Rồi cười lên, cheese. Ủa không đúng, sao kỳ nha. Khoan, chúng ta phải từ các bạn. Bây giờ mình đảo này ra thì mình đúng có tấm kiến ở đây. Ở dưới này có một tấm kiến nào mà mình lấy không được. Bây giờ mình sẽ, đúng rồi, mình sẽ chiếu lên đây.
sau đó mình sẽ chụp hình cho ông mặt trời, đúng không? Không phải hả? Ê, đâu ta? Uầy. À, lấy cả mặt kiến à. Rồi, sao nữa? Đeo cho ai đây? Ủa khoan. À, các bạn có thấy không? Cái mắt kiến đó có hình trái tim. Và sau khi mình đưa cái mắt kiến vô thì cái trái tim mà bị nứt á, đây cái tim màu hồng nè bị nứt nè, nó sẽ ghép lại với nhau. Và bây giờ mình chụp hình lên là hai người sẽ bình thường trở lại. Ấy trời ơi, lấm lẽ lấm trái. Ôi trời ơi, thông minh chưa? Ok. Rồi, à, bây giờ là đang suy nghĩ. Ôi, phụ huynh đang làm sao vậy? Bây giờ là có số 3, với số 2, số 13. Một cái chổi, mình coi tủ lạnh có vô một trái táo. Rồi. Oh my god, quên đóng tủ lạnh lại. Quên các bạn, phải đóng tủ lạnh lại các bạn ơi. Tại vì gió lùa ra hơi lạnh. Rồi bị chửi á, tại vì ôi, mở tủ lạnh kiểu này phụ huynh không chửi cũng uổng, tốn tiền điện, đúng không? Cho nên là chúng ta phải cẩn thận nào. À, có một cái bông. Đóng cửa lại, để lạnh. Rồi. Đúng với ở ngoài luôn các bạn, 14 tháng 2. Vừa rồi hình như là mùng 3 là 14 tháng 2 đúng không các bạn? 14 tháng 2. Wow. Bây giờ, ôi nhưng mà sao tự nhiên có cái bông gạch chéo là sao? Là cái ngày này không tặng bông á hả? Ủa gì kỳ vậy? Phải tặng chứ. Rồi ok, từ, có một trái táo, có một cái này, rồi khoan từ. À, tủ lạnh, mình chỉ mở ngăn trên thôi, đừng mở ngăn dưới không có gì hết á. Mà mở ra là tốn tiền điện. Rồi ok, mở cái. Ôi, có hai con chim này nó còn biết tặng quà cho nhau nè các bạn. Nó còn biết rồi là mình ngày 14 tháng 2 nó còn biết tặng bông cho nhau kìa. Rồi cái hộp này là cái hộp gì đây? À, mình sẽ đưa cho ai ăn táo đây. Bông đi, đưa bông đi. Rồi đưa bông. Ê, ngại mặt đỏ bạn ơi. Ủa gì kìa, sao tặng bông không chịu mà tự nhiên lại câu có là sao? Ơ, à, tặng bông là phải vui chứ. Ngày này là ngày đây 14 tháng 2 nè. Trời, nhưng mà sao tự nhiên cái ngày này tự nhiên là không tặng bông các bạn. Không tặng bông. Kỳ ấy. À, hay là mình đưa bông cho phụ huynh, cho mẹ. À, đưa trái táo thôi. À, mình đưa cho hai chim này ăn trái táo, lấy trái bông. À, phải sử dụng cái đầu. Đó là không được tặng cái bông màu hồng này, mà tặng cái bông màu đỏ này nè. Chuẩn không? Đúng không nè? Đúng không? Tại vì thích cái bông màu đỏ chứ không thích cái bông màu hồng. Right? Trời ơi, ghê thiệt. Rồi ok, cố lên nào. Đang coi tivi, phụ huynh đang coi tivi ngày Tết. Ui, ai bắp cạn âm sầm giấy. Vô duyên. Rồi ok. Ui, có cái bà lì xì dưới giường kìa. Lấm lẽ. Ủa lấy chưa? Lấy đi. Sao nó lấy hả ta? À, nó không có thấy tại vì bị che lại rồi bạn ơi. Mở cửa này ra coi, có một cái gì nè. Bây giờ, à, mình đưa trái táo cho con chim này. Để con chim này đưa cho mình cái gì đây? Cái đồng hồ. Đồng hồ làm gì ta? Khoan từ từ. Chắc chắn là cái bao lì xì đó bạn, nhưng mà nó bị kẹt cái gì dưới mình lấy không được. Đồng hồ này chắc mình đưa cho ba mình để mình coi. À, thôi miên à. Ngủ. Ủa. Rồi bóp kẹt. Ưa. Rồi sao nữa? Cái đó là cho chứ không phải là gì hết. Rồi ok, chúng ta biết rồi nên chúng ta làm lẹ nè. Lấy cho táo. Rồi chúng ta lấy cái sợi đồng hồ. Cái mình đặt cái đồng hồ này lên đây. Rồi thôi miên cho ba đó. Rồi ngủ. Sau đó mình sẽ rút cái tivi ra. Rồi sao nữa? À, mình lấy cái anten. Mình lấy cái anten phát sóng, mình lùa trong đây để mình lấy. Trời ơi. À, con cấu bông nó gặm vô, nó dính vô cái bao lì xì. Rồi sao nữa? Ờ, khoan, cái này không lấy được các bạn ơi. Ơi, không ổn nha. Cắm tivi lại coi. Khoan. Đây đi. À, cái mắt kiến. À, kiểu như là mình bị cặn các bạn, mình bị cặn mà mình không thấy gì. Thấy gì á. Cái mình phải đeo mắt kiến vô mình mới thấy các bạn à. Rê chưa? Này, trời ơi. Có vụ đó luôn hả? À, cái này đang đi spa. Đang đi là spa các bạn ơi. Làm da đẹp á. Rồi ok, đeo tai nghe vô à. À, rồi ok, bây giờ sao nữa đây? Bấm cái còi báo động. Ơi khoan từ. Nếu mà Mình ngủ mà mình ngáy các bạn ơi. Rồi ok, có lẽ mình sẽ đeo cái này vô đây. Mình đeo cho mình được không ta? Thôi mình sẽ bấm cái chuông báo động đi. Rồi ok, cái chuông báo động nó đang kêu ren ren. À, ui té, ui. Kỳ vậy. Khoan, mình phải làm sao đó với cái này.
Rồi ok, mình sẽ lấy cái tai nghe này. À, mình sẽ lấy lại cái này. Rồi ok, đeo cái tai nghe này vô xong bấm chuông báo động là coi như là hạ mẹ mình không biết là xong rồi. Đó, cho nên là người mình chỉ bấm chuông là báo cho người kia tới thôi. Rồi ok, lấy trời, thông minh chưa. Rồi ok, cái gì đây? Một anh chàng. À, cái này là cái hình thôi. Bây giờ mình phải lên chỗ. Oh my god, vậy di chuyển luôn các bạn ơi. À, đi ok. Ủa, đi ok. Khoan. Mình đang núp ở đằng sau cái bình. À, mình phải chạy vô đây. Ôi, bị phát hiện rồi. No. Khá là buồn. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ làm lại. Rồi ok, đợi phụ huynh đi nha các bạn ơi. Come on, let's go. Khi mà quay lưng lại á, rồi mình sẽ đi liền. Đi. Ủa vậy vẫn thấy hả ta? Mình mở. Khoan. Chắc chắn là trong cái tủ này có gì nhưng mà mình mở không được các bạn ơi. Khoan nha, từ nha. Để xem coi là làm sao đây. Phải suy nghĩ các bạn ơi. Đấy. Mẹ mình cứ đi quay lại vậy xong mình lấy được gì? Giờ sao đây? Giờ đi cũng không được. Oh, ghê. Chạy với tốc độ ánh sáng là không ai phát hiện ra mình hết. Rồi sao nữa? Rồi ok, mình đang các bạn thấy cái mặt của mình đang đứng trong cái hình nãy không? Đó là cái phong để mình chụp cái hình các bạn ơi. Rồi sao nữa? Mình đang núp ở đây. Ê khoan từ. Nếu mà bây giờ đây cái hướng này là đang nhìn vô cái tủ. Mà bây giờ mình chạy là cái tủ là mình bị bắt liền. Đấy, cho nên là mình phải thông minh lên. Đây, để hướng quay mặt ở đây cái mình. Đó, mẹ mình quay mặt ở đây cái mình chạy là cái tủ nè, lấy. Ủa lấy không được hả? Ơi khoan, đứng đó làm gì vậy? Chui với cái bàn à. Rồi hiểu rồi, cái này căng rồi nha. Ui, rung. Rồi ok, 1, 2 chạy. Ui giời ơi, tốc độ ánh sáng có khác ha. Rồi từ từ nha. Khi mà quay cái hướng về đây nè, khi mẹ mình quay cái hướng về mình á, đó, quay không phải quay cái hướng mà quay về mình đây nè. Đó, quay về đây nè, đó, rồi chạy. Wow! Cái này gọi là hả? The Flash. Ok. The Flash các bạn ơi. Kiểu như tóc biến luôn á, chạy vù. Rồi ok, chuẩn bị nè. Chuẩn bị quay mặt ra ngoài đây cái là chạy liền nha. Lấm. Ơ, thấp quá, núp vô. Núp vô thấp quá. Oh my god. Thấp như vậy sao lấy ta? Phải suy nghĩ các bạn ơi, mình không thể nào mà để vậy được. Phải suy nghĩ thôi. Rồi ok, mở. À, có cây. Từ từ, nhưng mà chưa được. Được chưa? Ui. Như vậy sao phát hiện rồi? Ảo thiệt chứ, cái đó là gọi là rất ảo luôn bạn. Tự nhiên mình bị phát hiện, không hiểu luôn á. Mình không biết tại sao mình phát hiện luôn. Rồi ok, chuẩn bị nè. Chạy. Ok. Chuẩn bị nha. Tim đập các bạn ơi. Rồi, come on. Mình chạy qua đây nè. Chạy. Đấy, bò chúng lộn. Bò chúng mới chạy. Rồi bây giờ á, mình phải từ từ. Mình phải có hai bước. Không, một bước thôi, một bước duy nhất. Mình phải làm lẹ mới được. Chuẩn bị tập trung nè. Chuẩn bị nè các bạn ơi, mình đang tập trung, rất là tập trung luôn á. Tập trung nha. Rồi ok, chuẩn bị quay mặt của chú khác nè. Mở tủ ra lấy cái cây. Nhanh, thọc lên, nhanh. Ok, yeah. Very good. Ok, ủa sao cái này có cái trái bingo Halloween đây ta? Cái này là đang gọi là Tết mà. Rồi đừng có nói là mình gọi là giả làm quá trang nha. Ui các bạn thấy không, đây là cây trang giường ngủ của em gái mình, rất là giống. Sao nó chốt? À đây khoan, em gái của mình nó đang thắt lại cái bông. Nó có ba con cái bông nè các bạn. Một con thỏ. Một con chó này mình đã lấy rồi, còn thiếu một con gấu nữa. Oh my god, chuồng này đâu ra vậy? Ơ hư cấu thì chứ. Rồi ok, mình sẽ gọi là giúp cho em gái mình lấy lại được những gì đã mất, hoặc là mất luôn những gì đã có. Ok, nhưng mà... À rồi, đây mình sẽ mai lại đúng không? Mình sẽ mai... Oh my god. Gấu bông, các bạn nhìn gấu bông thì giống ma không? Ok, đưa cho em gái mình coi. Bỏ chạy luôn rồi. Sai rồi. Ok, sorry. Rồi ok, bây giờ á mình hiểu rồi, mình sẽ lấy lại những cái con gấu bông này đúng không? Đây. Cái sau đó mình sẽ đưa cho em mình một con, hai con, ba con, rồi nó được, nó sẽ đưa cho mình cái bao lì xì. Good chưa? Rồi ok. Cái gì đây? Cái này cái gì vậy?
Oh my god, ôi, khoan, mình hoàn thành rồi các bạn ơi. Yeah, vậy là mình cuối cùng mình cũng đã gọi là lấy được tất cả những cái bao lì xì mà mình đã bị phụ huynh tịch thu lại các bạn ơi. 20 bao lì xì các bạn, 20 bao lì xì rất là nhiều luôn các bạn biết không. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn thì sao? Các bạn thấy cách của mình hay không? À, nhưng mà mình nói vậy thôi, chứ thực ra thì phụ huynh giữ tiền lì xì của chúng ta cũng đúng thôi. Tại vì có nhiều bạn còn rất là nhỏ, đâu có biết sử dụng tiền là cái gì đâu. Thì các bạn lấy tiền làm cái gì? Để tiền đó, để phụ huynh gọi là hả? À, mua đồ cho các bạn, mua đồ học tập nè, mua quần áo cho các bạn nè. Đó, đơn giản vậy thôi, các bạn cầm làm gì đúng không? Trừ khi mà chúng ta, nói chung á là phụ huynh chỉ cho chúng ta một ít để chúng ta gọi là sử dụng mua bánh hoặc là mua cái gì đó thôi. Chứ không thể nào mình đưa hết cho các bạn được. Ok, các bạn hiểu mình chứ? Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng để xem mình cao bao nhiêu cao. Nếu các bạn là fan chân chính của mình nha. Yeah, nhưng mà dù sao thì mình cũng lớn rồi nên mình cũng phải cần tiền để xài chứ các bạn. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye. À quên nữa, các bạn trong Tết vừa rồi các bạn nhận được bao nhiêu tiền lì xì, có phải bình luận ở bên dưới cùng nhau chia sẻ nha các bạn. Bye bye.